Thưa quý vị, tiếp tục ngày làm việc thứ tư, đợt họp thứ hai, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 15. Hôm nay ngày 11 tháng 11, Quốc hội sẽ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ là hai vị trưởng ngành đăng đàn trả lời chất vấn. Buổi sáng sau khi Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các thành viên chính phủ hoàn thành trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề về lao động thương binh và xã hội, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các đại biểu chất vấn liên quan đến việc bảo đảm chất lượng dạy và học, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong điều kiện dịch COVID-19, công tác dạy và học trực tuyến, bảo đảm hiệu quả, công bằng trong việc tiếp cận các điều kiện giáo dục học tập giữa học sinh các vùng miền, việc giảm tải chương trình học cho học sinh, việc thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác an toàn trường học, y tế cho học đường để học sinh, sinh viên có thể trở lại trường học, phương án tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh, Buổi chiều sau khi kết thúc phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư các nội dung chất vấn liên quan đến giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới, các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, công tác chuẩn bị đầu tư, việc phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm quốc gia tiến độ thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, đầu tư phát triển. Tại phiên chất vấn, các phó thủ tướng chính phủ cũng tham gia trả lời, giải trình về những vấn đề có liên quan. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội vào ngày hôm qua mùng 10 tháng 11, vấn đề 1,3 triệu người lao động rời thành phố về quê sau 4 đợt dịch COVID-19 đã được đại biểu Quốc hội đề cập. Đây là một thực trạng xã hội lớn, đòi hỏi cần có chính sách và giải pháp đồng bộ để thu hút người lao động trở lại làm việc. Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chiều qua, một số đại biểu đề nghị Bộ trưởng cần có giải pháp hỗ trợ người lao động về quê trong các đợt dịch. Chúng ta đang có một làn sóng kép người lao động về quê chứ không phải chỉ có một làn sóng về quê để lánh dịch. Và chính vì vậy cho nên chúng ta cần có một cái giải pháp tổng thể từ phía chính phủ và từ phía Bộ Lao động Thương minh Xã hội. Trong thời gian qua, đã có rất nhiều người dân trở về quê tránh dịch. Riêng An Giang, hiện con số đó đã trên 70.000 người. Việc này đã làm phát sinh nhiều vấn đề về an sinh xã hội, nhiều người bị mất việc làm, thu nhập, cuộc sống bấp bênh, nhất là người nghèo, người già và trẻ em. Là cơ quan quản lý nhà nước, bộ và chính phủ đã có những chính sách gì để hỗ trợ cho người lao động trở về quê? Theo tổng kết của chính phủ, số lao động di chuyển của 63 địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 1,3 triệu người, chiếm 60% là người dân di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê trong số đó 30% người có nhu cầu quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, 30% muốn chuyển địa bàn khác, còn lại phần đông muốn ở lại quê và tìm công ăn việc làm. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đưa ra giải pháp là các địa phương cùng với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vùng kinh tế trọng điểm có cái kết nối để vận động thuyết phục, giới thiệu người lao động quay trở về quê. Cái thứ hai là các địa phương cũng chủ động liên kết kết nối với các địa phương khác thậm chí ngay cả trong vùng để có thể giải giới thiệu việc làm lấy ví dụ từ tỉnh thanh hóa tư lệnh ngành lao động cho biết thanh hóa đã giới thiệu người lao động về quê đi làm ở bắc ninh bắc giang bên cạnh đó các tỉnh cần chú ý tạo việc làm tại chỗ như quảng trị quảng nam vừa qua đã tiếp nhận toàn bộ công nhân may và một số lĩnh vực khác làm việc tại địa phương bên cạnh đó cần triển khai các chính sách ví dụ như chính sách giảm nghèo chính sách cho vay quỹ quốc gia giải quyết việc làm để hỗ trợ cho người lao động ổn định tạo công việc mới ở địa phương cũng trong phiên chất vấn ngày hôm qua, một vấn đề được dư luận quan tâm là xử lý sai phạm trong hoạt động kêu gọi quyên góp từ thiện thời gian qua. Đường đại biểu Quốc hội đưa vào nội dung chất vấn các thành viên chính phủ. Đại biểu Dương Văn Phước nêu rõ sự tùy tiện trong kêu gọi quyên góp trong khi cơ quan chức năng quản lý chưa chặt chẽ dẫn đến việc sử dụng tiền quyên góp không đúng mục đích. Việc này làm mất đi tính nhân văn của hoạt động từ thiện và lòng tin của nhà hảo tâm. Với trách nhiệm của của mình thì Bộ trưởng sẽ làm gì để góp phần quản lý, điều chỉnh các hoạt động thiện nguyện, quyên góp, cứu trợ trong thời gian tới? Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng làm thiện nguyện cần được khuyến khích nhưng trên cơ sở quy định nguyên tắc pháp luật. Chúng tôi tin rằng là sau khi mùng 1 tháng 12 này, nghị định bắt đầu nghị định 93 có hiệu lực thì chắc chắn việc tổ chức thiện nguyện của chúng ta sẽ đi vào nơi đếp. Thế còn trong quá trình vừa qua, tôi nghĩ rằng là cá nhân nào tổ chức nào sai thì chúng ta phải xử lý theo pháp luật thôi. Làm rõ hơn vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, việc ban hành nghị định 93 đã thay đổi hạn chế những tồn tại của nghị định 64 trước đó. nghị định 93 quy định rõ các cái đối tượng từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đến hội thập đỏ, đến các tổ chức cá nhân, các đơn vị uh, liên quan uh, thực hiện cái uh, vấn đề uh, thiền nguyện uh, vận động tài trợ đạo nước chính phủ. Liên quan đến việc tiếp nhận giải quyết đơn thư tố cáo về sai phạm trong hoạt động quyên góp từ thiện, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 6 đơn tố giác tội phạm của công dân liên quan đến việc huy động tiền từ thiện của các nghệ sĩ. Cục Cảnh sát hình sự đang phối hợp với các ngân hàng để tiến hành rà soát xác định những cái khoản những cái tài khoản đã huy động từ thiện để làm rõ việc tiếp nhận quyên góp và quá trình giải ngân phối hợp với ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam các cấp thuộc các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi xác minh làm rõ số tiền hàng các nghệ sĩ đã tiến hành cứu trợ từ thiện tại các địa phương cũng đã mời làm việc với một số cá nhân tổ chức đề nghị cung cấp các thông tin có liên quan để sớm kết luận vụ việc theo quy định của pháp luật các bộ trưởng cho rằng sau ngày 11 tháng 12, nghị định 93 có hiệu lực, hoạt động từ thiện, thiện nguyện sẽ đi vào nền nếp.